mười điểm, mười. Trời ơi, dữ không? Nguyễn Đức Minh 10 điểm, giỏi. Mở được mấy điểm con? Dạ 10. Qua đây với ba nào? Trời ơi, quá dữ luôn. Qua đây với mẹ. Hai con nghe ba nói nè, bây giờ giỏi nhất lớp, sau này mình sẽ phấn đấu giỏi nhất trường luôn, có hứa không? Dạ. Trời ơi, hai đứa làm mẹ tự hào quá, giỏi ghê. Ba cũng tự hào về con lắm. Đúng rồi,